Video này được tài trợ bởi shop mô hình cơ khí TND Models, chi tiết ở phần sau của video. Xin chào và rất vui vì lâu lắm rồi mới được gặp lại anh chị em trong một video bạn hỏi vì phải trả lời. Trong lần trở lại này, hãy bắt đầu với comment của bạn Tùng Nguyễn Thành 6716. Bạn Tùng muốn VFX xác thực tin đồn rằng khi các mảnh vỡ ngoài trái đất là đủ nhiều thì con người sẽ bị giam vĩnh viễn trên hành tinh vì tàu vũ trụ bị dính mảnh vỡ nên không bay ra bên ngoài được. Thứ mà bạn Tùng nhắc đến là một phần, hay chính xác hơn là một hệ quả của hiệu ứng Kessler. Nó là một kịch bản đề xuất vào năm 1978 bởi nhà khoa học NASA Donald J. Kessler, trong đó mật độ của các vật thể trong quỹ đạo thấp của trái đất, Low Earth Orbit, do ô nhiễm không gian là đủ cao để va chạm giữa các vật thể có thể gây ra một phản ứng dây chuyền, trong đó mỗi vụ va chạm lại tạo ra các mảnh vỡ, làm tăng khả năng xảy ra các vụ va chạm tiếp theo. Tin đồn mà bạn Tùng nói đến là tình huống cực đoan nhất của kịch bản này. Khi mà số lượng lớn các vụ va chạm mất kiểm soát tạo ra một đám mây mảnh vỡ phủ kín vùng không gian quanh trái đất, cản trở mọi nỗ lực rời khỏi hành tinh của con người. Tuy nhiên, khả năng thực tế của viễn cảnh này đến đâu, nó có đáng lo ngại như những gì mà người ta đồn thổi hay không? Anh chị em hãy tặng VFX một like và thông thả xem tiếp video này nhá. Trở lại năm 1978, lúc này thì Kessler vừa mới xuất bản một bài báo có tựa đề Tần suất va chạm của các vệ tinh nhân tạo, sự hình thành vành đai mảnh vụn. Bài báo đưa ra quan điểm rằng các va chạm trong tương lai giữa các vật thể nằm trong một danh mục sẽ tạo ra một lượng lớn các mảnh vỡ. Và theo như tính toán thì vào khoảng năm 2000, các mảnh vỡ này sẽ vượt qua các thiên thạch siêu nhỏ và trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với các vệ tinh nhân tạo và tàu vũ trụ của con người trong không gian. Danh mục mà Kessler đề cập trong bài báo của ông ta là danh mục vật thể không gian Space Object Catalog, được biên soạn bởi Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, NORAD, sau vụ phóng vệ tinh Sputnik 1 của Liên Xô vào năm 1957. Danh mục này bao gồm tất cả các vụ phóng tên lửa và các vật thể đi vào quỹ đạo, bao gồm các vệ tinh, các tấm chắn nhiệt và các tầng tên lửa đã qua sử dụng. Một trong số những nguồn rác vũ trụ phổ biến trong thời kỳ này là các vụ nổ trên quỹ đạo. Một số là những vụ nổ có chủ đích trong quá trình thử nghiệm các hệ thống vũ khí chống vệ tinh của thập niên 60. Số khác là các tầng tên lửa phát nổ khi bằng nhiên liệu đẩy còn sót lại giãn nở trong chân không và làm vỡ thùng chứa. Và NORAD đã bỏ qua chúng. Để cải thiện việc theo dõi, một nhân viên của họ là John Gabbard đã giữ một cơ sở dữ liệu riêng. Bằng cách nghiên cứu các vụ nổ, John chính là người đã sáng tạo ra kỹ thuật dự đoán quỹ đạo của các mảnh vỡ rất thông dụng ngày nay, gọi là sơ đồ Gabbard, Gabbard Diagrams, và cũng chính anh là người đầu tiên sử dụng cụm từ hội chứng Kessler. Số là sau khi mà cơ sở dữ liệu NORAD được công bố rộng rãi vào những năm 1970, Kessler đã áp dụng các kỹ thuật vốn dùng để nghiên cứu vành đai tiểu hành tinh lên các vật thể đã biết trong quỹ đạo của trái đất và soạn ra bài báo nói trên. Vào thời điểm đó, người ta cho rằng lực cản từ tầng trên của bầu khí quyển sẽ làm các mảnh vụn rơi về trái đất nhanh hơn so với tốc độ mà chúng được tạo ra. Tuy nhiên, Gabbard biết rằng số lượng và chủng loại vật thể trong không gian lớn hơn nhiều so với những gì được thể hiện trong danh mục của NORAD, và thông qua sơ đồ do chính mình tạo ra, anh đã quá quen với hành vi của chúng. Anh biết rằng các mảnh vụn sẽ không rời bỏ quỹ đạo nhanh như là người ta nghĩ. Trong một cuộc phỏng vấn ngay sau khi bài báo của Kessler được xuất bản, Gabbard đã tự đặt ra thuật ngữ hội chứng Kessler để mô tả sự tích tụ của các mảnh vỡ trong không gian. Câu hỏi đặt ra là sau 45 năm, tình hình thực tế đã thay đổi như thế nào? Không gian quanh trái đất đã ô nhiễm đến mức độ nào và nguy cơ mà con người bị giam lỏng trên chính hành tinh quê hương của mình là lớn đến đâu? VFX rất hân hạnh được giới thiệu một sản phẩm có tên gọi The Dream Tourbillon. The Dream Tourbillon là một mô hình đồng hồ cơ khí cực chất made in Việt Nam. Nó mô phỏng kết cấu tourbillon 30 từ những chiếc đồng hồ có giá từ 12 tỷ trở lên và được làm 100% từ gỗ dưới dạng lắp ghép. Với độ tinh xảo chi tiết cao, có thể vận hành như thật sau khi lắp ráp. The Dream Tourbillon có thể dùng để trang trí không gian nhà cửa, không gian làm việc của bạn, để làm quà tặng sếp hay là tặng crush. Nói với crush rằng bạn đã dành tới 15 tiếng đồng hồ để hoàn thiện mô hình này và cô ấy sẽ tiến hóa từ crush thành một nửa của bạn.
khoe với bạn bè rằng bạn mới tàu một em đồng hồ Tourbillon. Họ sẽ Google đồng hồ Tourbillon là gì và sau đó ngước nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc gato, hoặc cũng có thể sẽ đòi bạn một chầu rửa đồng hồ. Bên trong hộp sản phẩm The Dream Tourbillon có kèm theo hướng dẫn lắp ráp giúp bạn hoàn thiện mô hình một cách đơn giản. Anh chị em hãy nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ sản phẩm độc đáo này cũng như nhiều mô hình hay ho khác đến từ TNE Models nhé. Đường link của sản phẩm The Dream Tourbillon chúng tớ sẽ đặt trong phần mô tả và ghim tại top comment của video này nha anh chị em. Các dự đoán của Kessler nhận được sự quan tâm đặc biệt của NASA. Tổ chức này đã đổ tiền vào các nghiên cứu về mảnh vỡ và thành lập văn phòng chương trình mảnh vỡ quỹ đạo của NASA, NASA Orbital Debris Program Office. Vấn đề trở nên nghiêm túc tới mức một tổ chức quốc tế có tên gọi là Ủy ban Điều phối Mảnh vỡ Không gian Liên Cơ quan Interagency Space Debris Coordination Committee, IADC, đã được thành lập để tham gia vào nghiên cứu nhằm xác định chính xác hơn nguy cơ của các mảnh vỡ ở hiện tại và trong tương lai, đồng thời tìm kiếm các kỹ thuật để hạn chế sự gia tăng số lượng mảnh vỡ trong tương lai. Các quan sát bằng kính viễn vọng quang hậu và radar bước sóng ngắn đã cho thấy rằng danh mục được NORAD công bố chiếm chưa đến một nửa số lượng thực tế. Nhiều vật thể lớn, trong đó bao gồm cả tàu vũ trụ quân sự của Hoa Kỳ, đã bị loại khỏi danh sách của NORAD chỉ vì chúng bị coi là dầu gì không tính tiền. Quan trọng hơn, danh sách này gần như bỏ qua toàn bộ các đối tượng nhỏ hơn 20cm, chủ yếu là các mảnh vụn trong các vụ nổ mà vi phạm đề cập bên trên. Theo Văn phòng Giác vũ trụ của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA, ước tính có khoảng 36.500 vật thể lớn hơn 10cm, 1 triệu vật thể có kích thước từ 1 đến 10cm và 130 triệu vật thể có kích thước từ 1mm đến 1cm đang vất vưởng trong các quỹ đạo quanh trái đất. Phòng khi bạn đang bĩu mồi chề nhỏ, bạn đang nhìn thấy thiệt hại mà một miếng nhựa 7 gram cỡ đầu ngón tay cái phóng với vận tốc 7 km trên giây gây ra cho một cục nhôm kim loại nguyên khối dày hơn gang tay. Vụ va chạm khoét một lỗ sâu khoảng 10cm vào không chỉ cục nhôm mà vào suy nghĩ của bất cứ ai còn coi thường sức phá hủy của những mảnh vỡ tuy nhỏ nhưng di chuyển với tốc độ nhà thờ chứ đừng nói là bàn thờ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Vào năm 2016, trạm vũ trụ quốc tế, một sân bóng đá biết bay, đã bị hút mẻ cửa sổ. Các nhà khoa học tin rằng thủ phạm là một mảnh siêu vụn, không quá vài phần nghìn của một mm. Đó có thể là một mảnh sơn bung ra từ một động cơ tên lửa hoặc một mảnh kim loại siêu nhỏ, di chuyển với tốc độ khoảng 28.000 km/h. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao quả phim lực hấp dẫn Gravity năm 2013 lại ăn tới 7 quả Oscar, trong đó bao gồm quả hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất chưa? Các dữ liệu và mô hình chính xác hơn của NASA và cộng đồng khoa học quốc tế xác nhận dự đoán của Kessler vào năm 1978 rằng các vụ va chạm dây chuyền là một hiểm họa lâu dài đối với môi trường trong không gian. Ví dụ rõ ràng đầu tiên về những gì được dự đoán bởi Kessler đến vào ngày 10 tháng 2 năm 2009, khi hai vệ tinh Iridium 33 và Cosmos 2251 đâm sầm vào nhau tại 11,6 km/s, khoảng 42.000 km/h ở độ cao 790 km. Vụ va chạm rất thảm khốc. Nó tạo ra hàng trăm mảnh vỡ đủ lớn để phá hủy các vệ tinh khác và hàng chục nghìn mảnh vỡ đủ lớn để làm hư hỏng chúng. Nghe thì có vẻ như là các dự đoán của Kessler đã chính xác và chúng ta sắp chứng kiến một sự kiện dây chuyền có thể nhốt những con tàu vũ trụ vĩnh viễn ở lại trái đất, đúng không? Để xem nhá. Có một chi tiết khá là nổi da gà khi mà chúng tớ thực hiện video này. Đó là Kessler đã dự đoán tốc độ gia tăng các mảnh rác không gian rơi vào khoảng 510 vật thể mỗi năm. Vào thời điểm năm 78, danh mục của NORAD chứa 3.866 đối tượng. Trong một bài viết của NASA vào tháng 5 năm 2021, mạng giám sát không gian toàn cầu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang theo dõi trên 27.000 mảnh vụn quỹ đạo. Trừ đi 3.866 đối tượng trong danh mục năm 78 của NORAD, sau đó chia cho 43 năm, ta thu được con số 538, gần đúng với dự đoán của Kessler. Con số đúng ra sẽ gần với 510 hơn một chút nếu không có cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc vào năm 2007. Cụ thể, ngày 11 tháng 1, một tên lửa nhiều tầng đã được phóng đâu đó gần trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương của tỉnh Tứ Xuyên.
Nó mang theo một phương tiện tiêu diệt động năng hay đầu đạn động năng nhắm vào vệ tinh thời tiết SI-1C của Trung Quốc ở độ cao 865 km. Vụ va chạm đối đầu tại 8 km/giây đã phá hủy hoàn toàn SI-1C, tạo ra ít nhất là 2.000 mảnh rác đủ lớn để có thể lập danh mục và theo dõi. Trước đó, vào năm 1985, Hoa Kỳ cũng đã thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh đầu tiên trên thế giới. Một chiếc máy bay đại bàng thiên thể F-15A đã phóng một tên lửa chống vệ tinh đa tầng ASM-135ASAT ở độ cao 11.600m, trong khi đang bay ở tốc độ Mach 0.934, khoảng 992.2 km/giờ. Một đầu đạn 14kg đã lao vào vệ tinh Sovin P-78-1 ở vận tốc 6.7 km/giây và đưa nó về trạng thái còn đúng cái nịt. Này ông kia, thế tóm lại là kịch bản con người bị giam vĩnh viễn trên trái đất khi các mảnh rác vũ trụ quá đông đúc và nguy hiểm để tàu vũ trụ khởi hành từ mặt đất có thể xảy ra hay không? Ông câu giờ hơi kinh ấy. Kìa, tôi phân tích kỹ, có chiều sâu thì ông lại bảo là câu giờ. Đấy, ông lại câu giờ, trả lời luôn ấy. Đùa tí, câu trả lời có vẻ như là không hoặc cũng có thể lắm chứ. Trong bài báo năm 78, Kessler dự đoán rằng hầu hết các vụ va chạm sẽ xảy ra ở độ cao từ 800km đến 1.000km. Tệ hơn, dự đoán đó đang ngày càng đúng. Khoảng không gian từ 800 đến 1.000km phía trên bề mặt trái đất ngày càng trở nên đông đúc. Một số độ cao chứa mật độ vệ tinh rất cao, rất nhiều trong số chúng có quỹ đạo cực, nghĩa là chúng sẽ bay qua cả hai cực của trái đất. Khoảng không gian chật chội này càng làm tăng khả năng các vệ tinh sẽ va chạm, và nếu điều đó xảy ra sẽ là tại vận tốc trung bình hơn 10 km/giây. Tuy nhiên, quyền kiểm soát vẫn hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, vẫn chưa có gì thực sự nằm ngoài tầm với cả. Việc hạn chế để lại rác vũ trụ, bao gồm các tầng tên lửa, các bộ phận tàu vũ trụ và các vệ tinh hết đát cần phải tiếp tục được thực hiện. Chúng ta cũng có thể thực hiện các vụ phóng để lôi kéo một số vật thể lớn có nguy cơ hút nhau xuống bên dưới để chúng cháy trong khí quyển, hoặc thậm chí là cân nhắc việc bọc thép trong quả kép để che chắn các vệ tinh và tàu vũ trụ khỏi các vụ va chạm nhỏ và kéo dài thời hạn sử dụng của chúng, hạn chế các vụ phóng mới, làm gia tăng một lượng rác mới. Nhược điểm của phương pháp này bên cạnh chi phí gia tăng đó là các lớp giáp nếu chẳng may bị vỡ thì từ thiên thần hộ mệnh chúng sẽ lật mặt thành kẻ phản diện, gây ra các vụ ẩu đả thậm chí còn nghiêm trọng hơn trong tương lai. Một trong số những đối tượng nguy hiểm nhất đối với môi trường trong không gian bao gồm các trọng vệ tinh lớn. Giữa những năm 1980, Hoa Kỳ đã đề xuất xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến lược đạn đạo của Liên Xô. Hệ thống này sẽ bao gồm hàng nghìn vệ tinh nhỏ, mỗi vệ tinh được trang bị nhiều tên lửa tương tự như là tên lửa tầm nhật thông thường, được đặt trong một quần thể có quỹ đạo trái đất tầm thấp để đảm bảo rằng sẽ luôn có hàng trăm chiếc nhắm thẳng vào Liên Xô tại bất kỳ thời điểm nào. Trên lý thuyết, các vụ va chạm dây chuyền trong quỹ đạo có nhiều khả năng xảy ra hơn khi mà số lượng vệ tinh trên quỹ đạo tăng lên. Chính vì vậy, thật may mắn cho các thế hệ tương lai khi mà những dự án với số lượng vệ tinh lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng vạn như vậy chưa bao giờ thành hiện thực. Ai bảo bạn thế đấy? Đừng nói với tớ là bạn đã quên Starlink nhá. Dự án đưa mạng về bản từ vũ trụ của SpaceX hiện đang thả hơn 4.000 vệ tinh nhỏ trên các quỹ đạo thấp của trái đất, với khả năng mở rộng lên tới 42.000 vệ tinh trong 10 năm tới. Các vệ tinh được bố trí thành từng đoàn dài như đoàn tàu, gọi là chòm sao, Constellation, gồm khoảng 60 vệ tinh. Một kịch bản hoàn hảo cho một mả các vụ va chạm không kiểm soát, có thể dẫn đến sự bịt kín khoảng không phía trên hành tinh của chúng ta. Trong số khoảng 7.300 vệ tinh đang hoạt động trong các quỹ đạo quanh trái đất, một nửa thuộc về Starlink. Nếu việc làm ăn của Starlink thuận lợi, kịch bản 42.000 vệ tinh hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi mà các đối thủ của Elon Musk như Jeff Bezos với Blue Origin quyết định nhảy vào cuộc chơi, một kịch bản trái đất bị vây quanh bởi từ 20 đến 100.000 vệ tinh hoàn toàn có thể xảy ra. Và chỉ cần một vài trong số các đoàn tàu dài dằng dặc của Elon Musk gặp tai nạn, một sự kiện dây chuyền có khả năng sẽ xảy ra. Và khi đó, viễn cảnh trái đất trở thành nhà tù giam lỏng của con người có thể sẽ là thứ mà chúng ta phải tập làm quen. Tóm cái máy lại, hãy phủ xanh trái đất chứ đừng phủ kín không gian. Hy vọng bạn Tùng và anh chị em thỏa mãn với câu trả lời của VFX.
Anh chị em có câu hỏi gì cần được giải đáp, mời comment bên dưới. Nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ VFights. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.